bầu với lão già ngu ngốc sợ vợ đó, mình phát bệnh với đám ghen ăn tức ở luôn. Chỉ bằng tìm cách quyến rũ chú của Trung, vừa thành đạt vừa chưa có chủ quyền, may ra lại được làm bà chủ quá thì sướng. Anh chào cô Ngọc. Hôm nay nhìn cô Ngọc xinh đẹp và quyến rũ ra đó. Cảm ơn anh. Dạ anh dùng gì ạ? Cà phê đá đi em. Chắc là hôm nay cô Ngọc rảnh rỗi hả? Cho nên là muốn đi xem chân tình làm ăn như thế nào phải không? Em đâu có rảnh đâu, em bận quá trời luôn á. Nhưng mà không hiểu sao tự nhiên bữa nay em nhớ anh quá à. Cái em mới kiếm chuyện đi qua đây nè. Một phần là để thăm anh, với lại một phần em cũng muốn coi anh làm việc như thế nào để mà còn nhờ giả nữa. Đúng ra tôi là người nhờ giả cô Ngọc mới phải chứ. Nói thiệt nha, bây giờ em chán làm việc bên đài quá à. Em là em muốn về đây để cùng với anh phát triển sự nghiệp. Với lại mưa ngâu như vậy mà để cho Ngưu Lan với Chức Nữ phải xa nhau á thì Chức Nữ nhớ Ngưu Lan dữ lắm. Tội nghiệp cho thằng Trung, nó không biết nhìn người. À, cô Ngọc nè, cái chuyện tôi nhờ cô Ngọc đó, không biết là cô Ngọc anh an tâm đi. Cái chuyện đó em sẽ đốc thúc sếp của em để mà làm việc theo kế hoạch. Một phần nữa là em nghĩ là anh cũng phải nên tạo điều kiện cho em để mà em về bên anh, rồi hai đứa mình cùng nhau phát triển sự nghiệp chứ. Tôi hứa với cô Ngọc là sẽ sắp xếp cho cô một chỗ làm việc ở trong công ty của tôi. Còn về cái chuyện mà phát triển sự nghiệp, nó lớn quá. À, con cáo già muốn dắt chanh bỏ vỏ à? Mình không dễ dàng từ bỏ đâu. Trung là kỳ đà nên chú Trung ngại không đến với mình. Mình phải gây sự hiểu lầm cho Trung và chú của Trung mới được. Anh nói vậy chứ em thấy thiệt tình là hai đứa mình có duyên với nhau dữ lắm. Cho nên bây giờ anh kêu em làm cái gì em cũng làm hết. Thậm chí là em cũng sẽ làm theo như lời của anh nói, đó là em sẽ chia tay với Trung để mà hai đứa mình dễ có điều kiện đến với nhau hơn. Xin lỗi cô Ngọc. Chú, sao chú bắt Ngọc chia tay với con? Chú, thì ra chính chú là người chia cắt và phá hoại hạnh phúc của con. Con sao vậy? Chú chưa hề đề nghị là Ngọc chia tay với con, mặc dù là con biết ý của chú mà. Thôi đúng rồi, tôi không nghe ông nói nữa. Từ nay về sau tôi sẽ không đến công ty ông làm việc nữa. Tôi nghĩ vậy. Con bình tĩnh. Chú nè. Gì vậy? Đi thăm Lu sao bà mua đồ dữ vậy? Ông á, làm cha mà không biết tính toán gì hết à. Đâu phải tôi mua bao nhiêu đây là cho mình thằng Lu đâu, mà tôi muốn thằng Lu đem vô trong trại á, nó chia cho anh em ở trỏng để mà người ăn uống với nhau cho vui vẻ thoải mái hòa đồng đó mà. Tôi làm cha còn thua bà luôn á. À, đi vô. Sợ bà thiệt. Đúng là con Tám nó có tình cảm với thằng này thiệt rồi. Nó dám công khai ngang nhiên đi mua đồ thăm nuôi con thằng này bị ở tù. Mình ở tù biết nó có lo được vậy hay không. Còn đàn bà lăn loạn, tao sẽ giết chết đồ gian phu này mới được. Tại sao lại có công an đến nhà con Tám? Hay là mình trốn đừng chi nã ra trong đây? Rồi bỏ kiếm chán tới con Tám không được. Mình phải tìm cách làm vô lớn rồi trốn anh an mới được. Thôi, nghỉ tay đi. Uống miếng nước nè. Để tôi làm cho. Nói câu này nghe được đó. Được không? Tao nói ở ngoài chợ đủ thứ đồ, cái gì cũng muốn mua, cái gì cũng ham. Làm như vậy, mua nhiều như vậy thằng nhỏ mới vui, hiểu không? Dạ. Con chào chú Sáu, chào chú Toàn. Chú Toàn, ngồi chơi chú. Dạ.
Ngồi cháu. Dạ. Con ghé qua đưa cho chú Sáu cái đơn xin thăm nuôi, rồi có bổ sung tên của dì Tám. Trời ơi. Ơn. Trời, không có tên bả là bả chữ tôi tắt bếp luôn hả trời. Trời ơi. Dì với chú tính là thăm nuôi hết cả trại sao mà mua đồ ăn nhiều dữ à? Chứ còn gì nữa. Trời, bả ra chợ thấy gì cũng mua, thấy gì cũng mua. Hên. Chợ dẹp đi về. Ông này làm cha mà nói chuyện nghe mắc cười ghê vậy. Cả tháng à mới được thăm thằng nhỏ một lần mà cái gì cũng cản, cái gì cũng ngăn biết. Thôi thôi đừng mua nữa, đừng mua nữa, đừng mua nữa. Dạ. Thiệt tình. Dạ. Ngày mai á con có đi công tác, rồi sẵn tiện có ghé qua trại giam, con có thể phụ với chú với dì đem đồ theo. Ồ vậy hả? Dạ. Trời ơi, may mắn quá, như vậy là có quế nhân phù hộ rồi đó. Ngày mai coi là như mình khỏe lắm rồi. Cảm ơn con nhiều nha. Ê thôi, nè, ở lại ăn cơm, lần này là không có từ chối nữa nha. Dạ, con cũng ngại quá. Nhưng mà thôi được rồi, bây giờ con chưa tới giờ nghỉ trưa. Ừ. Con đi gặp bác tổ trưởng, rồi đưa cái thư họp khu phố á cho bác. Một chút con ghé Tám con ăn cơm. Ừ. Ủa dạ. Hộ vậy? Chú nhớ là từ rồi họp rồi mà. Dạ này họp đột xuất chút. Địa bàn của mình hiện nay là xuất hiện một số người lạ mặt, rồi xảy ra cái trường hợp trộm cắp tùm lum hết. Cho nên họp bà con để mà nhắc nhở bà con nâng cao cảnh giác. Tám. Ừ? Con vừa nhận được một tin là người chồng cũ của dì á là một tên tội phạm. Nếu mà dì có gặp ổng xuất hiện á thì lập tức báo ngay được con biết. Ông Tám Bần là tội phạm truy nã hả? Dạ, đang bị truy nã. Trời ơi, mới hồi sáng này nè, tới đây nè, quậy tưng bừng hết á, rồi dì giận quá dì đuổi đi rồi. Thôi được rồi, nếu mà ổng có trở lại đây một lần nữa là dì sẽ báo cho con liền lập tức. Trời, chị Nga, chị Linh làm gì họp lâu dữ vậy? Em mua cơm mà bây giờ dắt cơm nguội luôn rồi đó. Thiệt á, họp á, bàn công việc thì ít, mà nói lảm nhảm á thì nhiều. Mà Nga cũng kỳ nữa, gây sự với Ngọc để làm gì vậy? Để cho sếp ổng xót. Rủng nói đông nói tây, nói tóm lại là ổng không muốn mọi người đụng tới Ngọc thôi. Em cũng tức chứ bộ, chẳng lẽ chịu thua con nhỏ đó? Nó đã công khai mối quan hệ với sếp, nó còn nói với sếp á là nói chị đừng có ràng buộc công việc của nó. Lỡ công việc có chuyện gì xảy ra thì ảnh hưởng tới cái phòng thì sao? Tới lúc đó hả, nó kênh kiểu cái mặt nó ra. Cái này thì em đồng ý, tại vì cái phản ứng của chị hồi sáng nay á, thiệt tình là không nói không được á chị. Nè, thôi đi mấy cô nương, làm ơn đừng có gây thêm chuyện rắc rối giùm tôi một cái ha. Lo tập trung vô công việc đi, nó đi đêm thì có ngày gặp ma thôi. Chuyện của nó thì liên quan gì tới mình? Dạ, em biết rồi. Em nghĩ á, nó sẽ không đắc thắng như vậy mãi đâu. Những việc nó làm hả, cuối cùng nó cũng sẽ trả giá. Biết là phải trả giá, nhưng mà vấn đề á là chị em mình phải chịu cái cảnh mà cá chậu chim lòng, không biết đến chừng nào luôn á. Thôi mà, mọi người đừng có buồn nữa. Ngày xưa á, anh cũng giống vậy đó. Thấy người ta làm chuyện sai trái bất bình á thì lên tiếng, riết cái phần thiệt về mình không à. Đó, anh thấy không? Nói tận bây giờ anh dậm chân tại chỗ nè. Cái tội là không luồn cuối và nịnh hót ship đó. Nè, ý anh Nhân á là em áp bức bóc lột anh phải không? Em làm việc với anh bao nhiêu lâu nay, đâu nghe anh than thở tiếng nào đâu. Ngày hôm nay mới nói ra tiếng lòng của mình đó hả? À, thì anh thấy các em ca tháng thì anh ủng hộ thêm, động viên khuyến khích thôi, chứ anh thấy em còn hơn anh muốn gì. Thôi, trời ơi, mệt quá, căng thẳng quá. Có cái gì mà hả rắc rối đâu, bây giờ là giờ cơm, hiểu không? Đói bụng muốn chết luôn à. Hồi sáng em lo việc của dì Tám. Trời ơi, em đói bụng, đói meo râu. Đã vậy mua cơm vô tưởng được ăn, ai về chờ hai chị móc mỏ luôn. Ngon không? Chúc cả nhà ăn cơm ngon. Nè Nga, làm gì vậy? Còn giữ cục tức trong mình hay gì mà không chịu ăn cơm gì hết vậy? Hơi đôi tức người dân chị. Mà sao á, em không thấy ngon gì hết chứ. Gì vậy? Mọi ngày chuyện ăn uống cô hào hứng lắm mà. Chị thấy cơm của Thư ngon thấy mồ. Anh Nhân với Thư thấy cơm ngon không? Ngon. Ừ, ngon mà. Ừ. Hiểu rồi.
Nói chung là tại vì hôm nay chị Nga thấy trong phòng mình nó thiếu thiếu một cái gì đó, chị hiểu không? Không có động lực để ăn uống. Thiếu cái gì á thì phải nói rõ ràng ra người ta mới biết. Úp úp mở mở ai mà biết được. Bây giờ là bây giờ mình mở luôn phải không? Ừ. Thôi mở quạch tẹt luôn đi nha. Ừ. Mấy bữa nay anh Cường với anh Ngập lặn đâu mà anh chưa chịu ngồi lên. Trời ơi, chị Nga nhà mình không ăn uống được, héo hon, xanh xao, gầy. Trời, xuống 5kg rồi đó, thấy chưa? Bây giờ thôi đi bà Tám. Bà Tám bà ăn cơm đi. Trời ơi, bà Tám nhiều chuyện bà Tám. Chứ còn gì nữa. Ai nói là chị nhớ ông Cường. Mà nè, ổng bà lặn luôn á, phòng mình đỡ rắc rối có sao đâu. Ừ. Anh thấy có gì đâu rắc rối. Anh thấy Cường là một người đàn ông hiền lành nè, ga lăng nè, dễ thương nè, và lại là gọi là anh hùng hiệp sĩ nữa đó. Có người lên tiếng binh vực đồng minh kìa. Sợ chị em mình ý đông hiếp yếu hay gì? Tài nghệ của anh Cường lấy thịt đàn người á. Không lẽ cậu mập đó ảnh hưởng tới mình như vậy sao? Mình không thể bù dọn được. Trời ơi, không được, ăn thôi. Không được ghế. Sao em lặng quá vậy? Không nghe động tình gì hết trơn á. Chắc nó tới nó kiếm con Tám rồi nè. Chết, con Tám nó đâu có biết thằng chồng nó là tên tội phạm, đang có lệnh truy nã nữa để mà đề phòng. Làm sao báo cho nó biết bây giờ? Cầu trời cho Tám nó tay qua nạn khỏi. Trốn mày tới mày báo cho con Tám biết là có tao. Mày yên tâm đi, nhà con Tám đã bị công an tới thăm hỏi rồi. Hơn nữa có thằng già theo tò tò, tao không có làm cái gì được nó đâu. Chắc mày mừng lắm ha. Mày mừng vì tao đã tới bước đường cùng chứ gì. Nhưng mà mày yên tâm đi, nếu mà có gì á, tao sẽ lôi mày với con Tám cùng chết với tao cho nó vui. Nghe không? Nhưng mà cái điều quan trọng bây giờ, tiền bạc vàng dòng mày để đâu? Đưa đây cho tao. Hôm nay là tao buồn lắm rồi, mày hiểu không? Đưa đây. À, vậy là mày cũng biết điều. Mở khăn cho mày chỉ chỗ chứ gì. Tiền bạc để đâu? Nước. Khác rồi phải không? Vậy sao không còn đủ sức sao mà không chửi mắng tao nữa? Bây giờ mày có ngon mày đi báo cho con Tám đi. Thôi được rồi, mày thấy tao vậy chứ tao sống tao có lòng nhân đạo lắm. Đi lấy nước cho mày uống nghe, để mày có hơi mày chỉ cái chỗ mày cắt vàng cắt tiền cho tao biết nghe không. Chờ đó. Con Tám vậy là ổn rồi, còn mình không biết phải thoát thân sao đây. Cái thằng này nó hung dữ quá. Tại mình còn giá trị lợi dụng nên mới để cho mình sống. Nếu mà mình hết giá trị lợi dụng, chắc nó giết mình quá. Ôi, chào cả nhà. Chào chị, em mới về. Anh Cường về, trời ơi. Anh Cường về là vui một, này là vui mười. Cái gì ngộ vậy ta? Trời ơi chị, em mới đi ra khỏi cái phòng này có mấy ngày thôi, về mà ai tiếp đón em nồng hậu hết trơn á. Em mà đi một tháng một năm biết phòng này nó làm sao chị? Thì bị đuổi chứ làm sao. Có ai trông ngóng đâu mà mơ. Mai ra thì có một người con gái suốt ngày ngồi mơ mộng và ngóng trông. Em biết người con gái ấy là ai rồi. Ấy. Mà hôm gài tôi đi nhà ấy đợi tôi lắm phải không ấy? Nhớ nữa phải không? Ấy dạ. Nhớ. Trời cái gì vậy? Bà già. Trời ơi, không được xúc phạm Nga nghe chưa? Xúc phạm gì đâu, cái này xúc ngắm thì có, lãnh đạo á. Dạ, cái gì vậy? Bà già, tao không chết bà già chứ bà già. Tự nhiên nói người ta là bà già, Nga là bà già hả? Còn Cường là ông già thuốc bắc luôn á. Thì, nhưng mà ông già bà già cũng đâu chứ. Đúng rồi. Thôi đi, dọn dẹp bãi chiến trường còn lo làm việc nữa. Tám hoài. Nè Nga, nộp gấp cái bản tin tối cho chị nha. Dạ. Cường. Dạ.
báo cáo cho chị tình hình dưới tỉnh nha. Yên tâm chị. Hư nữa, tối nay lên sóng rồi đó, lo chuẩn bị chu đáo đi nha. Chị cứ yên tâm đi, em chuẩn bị phải nói là cực kỳ chu đáo luôn á. Ê, nhưng mà sao kỳ quá nha, em làm tính ra là cũng mấy số rồi đúng không, mà lần nào cũng có cảm giác hồi hộp chờ đợi, tim đập bịch bịch bịch, không biết là tối nay tư vấn cái trường hợp như thế nào nữa. Nhớ là giống như hồi nhỏ chờ mẹ đi chợ về, không biết mẹ có mua gì cho ăn không. Trời, cảm giác nó làm sao á. Em biết rồi, con Thư nó như vậy á là chứng tỏ nó đam mê và yêu nghề lắm rồi đó. Ừ, thôi chúc cho nhà tham vấn tâm lý sẽ thành công trong sự nghiệp. Cảm ơn nhiều. Đó. Nè, uống đi. Uống rồi chỉ chỗ để vàng để tiền cho tao. Nghe, miếng nữa đi. Để đâu? Chị! Tôi nói cho anh Tám nghe vậy nè. Giờ tụi mình già với nhau hết trơn rồi, thù hận với nhau để làm gì? Anh thấy tôi cũng già rồi, giờ tôi chỉ mong sống với mấy đứa con gái tôi bên Mỹ. Con Thủy, Linh rồi mấy đứa cháu ngoại rồi, Bi, Bo rồi, Bân, Ti nữa. Tha cho tôi nha. Anh à, quay đầu lại là bờ mà. Bây giờ anh Tám ra tự thú đi, rồi sẽ được khoan hồng. Lúc đó anh sẽ được thảnh thơi lắm nha. Mày cầm cái miệng mày lên. Cuộc đời tao sống mấy chục năm tù tạo nhiều rồi, tao không cần mày dạy cho tao cách sống, hiểu không? Cái điều quan trọng bây giờ là mày hãy khôn hồn, mày hãy ngoan ngoãn đi. Mày đừng có nói nhiều. Nói nhiều mày chọc tao nổi điên lên là tao giết mày sớm, mày biết không? Vàng dòng tiền bạc để đâu? Đưa đây. Hôm rồi tao không có đánh bài, tao ngứa tay lắm rồi đó. Tôi đưa cho anh. Nhưng mà anh nhớ là anh đi thiệt là xa anh sinh sống nha. Anh nhớ tha cho tôi với con Tám. Tụi tôi già rồi, tha cho tụi tôi nha. Đứng dậy. Gì à? Gì à? Đi. Ơi, làm gì à? Muốn gì từ từ. Làm gì mà rần rần vậy trời ơi? Muốn gì từ từ chứ trời ơi? Làm gì? Đốt tao hả? Trời ơi, mày làm gì? Mày không có quyền ra điều kiện gì với tao, mày nghe chưa? Của cái của mày, nếu tao cần á, tao cứ thoải mái tao lấy. Mày thằng lưu manh, mày muốn ăn cướp đây mà hồi nước mắt của tao thì mày cứ cướp, mày cứ lấy đi, tao không dâng cho mày đâu. Ê, tao có cảm giác là cái miệng mày nó thương cái khăn của mày lắm mà sao? Mày mở ra cái mày chét quá. Chét, con chét. Giỏi chét nữa đi. Gì? Trời, mấy cái con này mà kêu hả, nấu chín lên chưa chắc em ăn được, nó bắt con sống gì kìa. Sao mang rợ vậy Cường? Mang rợ đâu, mang rợ, cái này là kêu đặc sản miền Tây có 102. Cái gì? Trời ơi, có nhân chứng sống là tức quá. Đây nè, anh Nhân là quê ở Bến Tre, đúng không? Ta nói chưa đi chưa biết Bến Tre, đi rồi mới biết lắm ghe nhiều dừa. Dừa to, dừa nhỏ, dừa dừa. Rồi gì nữa? Tiếp đi. Quên rồi, học được có nhiều à. Trời. Nhưng mà xác định là anh xác định, đúng không? Có con đuông ở Bến Tre, đúng không? Đúng. Ở quê anh á, rất là nhiều côn trùng người ta chế biến thành những món ăn khoái khẩu. Ừ. Rất là ngon và giá trị dinh dưỡng rất là cao. Ừ. Có dịp á, mọi người thưởng thức đi. Lúc đầu, ôi da sao nặng vậy? Ui, lúc đầu á, thì cắn vô thì nó cảm thấy nó ghê ghê. Ừ. Nhưng mà khi nhai rồi á, cảm thấy nó dai dai, bùi bùi, ngọt ngọt. Nói chung là rất là ngon, sao vậy? Ây da, cái tay em á. Nói chung là khi mới ăn vô nó ghê ghê, mà ăn rồi nó sẽ phê phê. Anh Nhân, anh nói thiệt á hả? Ừ. Sao nghe thèm quá vậy? Nhưng mà hả, nhìn thì không tin đâu, phải thấy thử mới tin nha. Ừ. Được rồi, nè, chị tạm tha cho cái bản tin ẩm thực này. Chừng nào chị về Bến Tre thử thì mới duyệt được. Cảm ơn chị. Thôi được rồi, sẵn dịp này á, anh xin mời cư dân của dân phòng mình về Bến Tre để thưởng thức một chuyến cho biết. Ui, đi Bến Tre. Bến Tre nước ngọt lắm dừa, ruộng vườn màu mỡ, biển thừa cá tôm. Đó, cái này mới đúng nè. Cá hải tôi đọc, tôi chôm. Chôm đại, đọc đại, biết đúng không? Sướng quá à. Có thổ địa mời đi á là được rồi. Chị Linh, hay là nhóm mình làm một chuyến đi. Em thấy á, mình làm trong văn phòng như thế này nè, ngồi hoài hại não quá. Ờ, đúng rồi đó. Ngồi máy lạnh khi nó không tốt lắm đúng không? Phải đi phượt.
Chị đi phường giống như hồi còn đi học á, chị biết không? Mỗi lần đi nha, chuẩn bị rất là nhiều thứ mà đi chơi cực kỳ vui, bổ sung cho đầu mình nhiều kiến thức lắm, rất là thích. Thôi được rồi, muốn đi á thì cứ sắp xếp công việc đi, rồi cuối tuần tụi mình đi. Làm cái gì mà ké tung người hứng thấy sợ rồi. Ôi về Bến Tre nữa rồi. Coi như là công của anh Cường nữa nha. Ê quên. Hả gì đó? Phát hồn vậy? Bánh ba. Nè. Chị Linh chụp nè. Chị Linh hứng nè. Alo, con nghe nè má. Ủa? Sao kỳ vậy? Má không nghe dì Bảy gọi gì hả? Dạ rồi rồi rồi, bây giờ má cúp má đi để con gọi con coi dì đang đâu nha. Con gọi lại liền cho má. Dạ dạ. Sao kỳ vậy ta? Cảm ơn cái điện thoại của mày nghe. Nó giúp tao. Nãy giờ tao cứ tưởng mày có nhiêu tiền mày mua quần mua áo hết rồi, không thấy cái gì hết. Tiếc không? Tiếc không? Tiền vàng là cất ở đây nha. Ngồi im đó nghe chưa? Xin lỗi, tao quên. Ngồi im đó. Tôi em khác gì mày mà giải giải. Ngồi im đó tao. Ngồi im. Nói mày ngồi im nha. Móc này mà mấy thằng giật đồ cũng khó lấy dữ rồi nghe. Xây cái tay qua. Ngồi im đó cho tao. Cảm ơn. Nhờ mày mà tao mới hoành lại tao lấy được vô đây. Ngồi im đó nghe chưa? Mày mà la hét mày có ý định mày trốn là tao cắt cổ mày nghe chưa? Mình bây giờ giống như cá nằm trong thớ. Làm sao báo cho mọi người biết để cứu mình nè. Mà bây giờ cũng trễ rồi, mình chưa tới gặp bác con Thư. Chắc thế nào bác con Thư cũng gọi điện báo cho con Thư biết. Chắc cú điện thoại nãy Thư nó gọi cho mình đó. Nó biết mình bị bắt, nó sẽ nhờ người tới cứu. Ôi, nhưng mà làm sao mọi người biết mình đang bị bắt và nhốt ở nhà mình nè. Kỳ vậy? Đổ chuông không bắt, tự nhiên gọi lại tắt máy luôn là làm sao? Ê, không giỡn nha. Chắc là có chuyện gì rồi nè. Cứ gọi báo chú Sáu đi cho nó an toàn. Alo, chú nghe nè. Dạ, chú Sáu ơi. Má còn gọi điện lên nói là dì Bảy chưa có xuống tới dưới Vũng Tàu. Mà sao tự nhiên con thấy bất an quá à. Tại vì hồi nãy con gọi điện á, đổ chuông không bắt xong rồi cuối cùng mà tắt máy luôn à. Bây giờ chú Sáu coi thử coi sao rồi nhờ người giúp đỡ hay là gì coi thử cái vụ này sao nha chú Sáu. Giờ này chị Bảy chưa tới Vũng Tàu. Chắc chắn chị Bảy bị tên kia bắt rồi. Không biết tính mạng chị Bảy ra sao với cái tên tội phạm bị lệnh truy nã đó.
Vậy là tên Tám Bần là tội phạm truy nã hả? Trời chết rồi, chết dì Bảy con rồi. Bây giờ chú Tám, chú Sáu, bây giờ chú Sáu nghe con nói nè. Hồi nãy dì Bảy nói với con là dì Bảy đi về nhà lấy đồ rồi mới đi. Vậy thì chắc chắn là ổng bắt dì Bảy ở nhà luôn rồi. Chú Sáu, bây giờ chú Sáu đi báo công an liền nha. Ổng không có trốn đi đâu được đâu. Dạ. Được rồi con, chú sẽ báo cho cậu toàn công an biết liền. Thôi chú cúp máy nha. Dạ, có gì báo con liền nha. Chú này. Thư. Dạ. Dì Tám với chú Sáu gặp chuyện gì hả? Sao nghe giọng em cấp bách vậy? Dạ. Tại vì chồng của dì Tám á, là tội phạm truy nã. Bây giờ ổng đang bắt dì Bảy kìa. Mà vấn đề là dì Bảy lớn tuổi rồi, làm sao mà chống trả được. Trời, bây giờ, trời, cái thằng cha này bây giờ chết rồi. Bây giờ sao ta? Mà dì Bảy là cái gì của dì Tám? Trời ơi, bây giờ em đang rối lắm. Trời, bây giờ em đang rối lắm. Đang rối mà. Nghe tôi còn rối hơn nói nè. Lấy tấm nhà là gì vậy? Cô để cứu gì nè? Cảm ơn con nha. Dì mệt quá. Trung chưa về công ty hả? Dạ thưa giám đốc, Trung chưa về. Xin lỗi, cô cần gặp ai à? Cho tôi gặp giám đốc đi. Tôi là bạn của giám đốc á. Giám đốc vừa về tới, xin lỗi, cô tên gì? Để tôi điện cho giám đốc biết. Ngọc. Dạ, thưa giám đốc, có cô Ngọc cần gặp à? Dạ. Mời cô vào phòng khách, giám đốc sẽ gặp cô. Cảm ơn. Cái xe lên tôi nghe. Dạ mời chị dùng nước, giám đốc nói chị chờ giám đốc một chút ạ. Cảm ơn em. Dạ cảm ơn. Bằng mọi giá mình phải hạ gục tên giám đốc này mới được. Bước đầu đã cách ly được thằng cháu rồi, đã làm cho hai chú cháu hiểu lầm. Chắc chắn Trung sẽ không về đây để cản trở mình tấn công chú của hắn. Bước tiếp theo mình phải làm như thế nào đây? Cô định dở cái trò gì nữa đây? Anh đừng có hiểu lầm em mà. Em làm như vậy là để cho anh hiểu em nhiều hơn, và để cho mình dễ đến với nhau thôi mà anh. Cô nghĩ là tôi muốn thằng Trung chia tay với cô là để tôi quen với cô sao? Em chỉ là... Tôi biết thằng Trung đã sập bẫy của cô. Đối với cô, tình yêu chỉ là công cụ để kiếm tiền. Cô đã lợi dụng tình cảm của thằng Trung. Sao anh lại nói như vậy? Sao anh lại có thể nghĩ là em lợi dụng tình cảm của Trung kia chứ? Từ hồi còn đi học, không biết cô làm cách nào mà suốt ngày nó chỉ đeo riết ở bên cô, không lo học hành. Cô có biết tại cô mà nó làm cho gia đình nó thất vọng, nó làm cho má nó phải đau buồn và lo lắng, chỉ vì có một đứa con lý gì tình. Em biết là gia đình của anh không chấp nhận em. Em biết là má của Trung cũng đã từng rất đau khổ. Chính vì vậy em luôn tìm đủ mọi cách
từ năn nỉ đến xua đuổi đến lạnh lùng để cho Trung phải rời xa em, để cho Trung có thể trở thành một người con có hiếu và tập trung lo cho sự nghiệp. Em làm tất cả những điều đó mà anh vẫn không tin em sao? Cô Ngọc, tôi xin lỗi, tôi mong cô hiểu là thằng Trung nó là cháu của tôi. Vừa rồi tôi cũng có hơi nóng, tôi có nói những cái lời lẽ không phải với cô, tôi xin lỗi, mong cô thông cảm cho tôi. Cô Ngọc à, tôi chỉ lo cho nó thôi mà. Chuyện đã tới nước này, anh nghĩ về em như thế nào cũng được hết. Em xin phép. Cô Ngọc, thật lòng thì em rất lo cho Trung. Khi nào mà có tin tức nào của Trung, anh báo cho em biết một tiếng. Trung bây giờ nó ở đâu kia chứ? Thầy chẳng những không la tụi mình mà còn khen tụi mình trước lớp nữa. Tôi thấy bà nên bỏ cái ý định quen thầy đi, lo tập trung mà học mà gỡ điểm cho học kỳ 2 đi á. Bà mà bị điểm kém nữa là tụi nó cùi vô mặt đó. Thôi mà tôi không chịu thua Ly Ly đó đâu. Giờ mà chịu thua hả, nó cười vô mặt tôi thì sao? Mà hả, nhìn cái mặt nó lúc nào cũng kênh kiệu, làm màu thì ghét. Bà cũng kênh chứ nói ai, bà với nó không có hơn gì nhau hết đó, ngồi đó mà cười nhau. Giờ tôi hỏi bà nha, học quan trọng hơn hay là yêu quan trọng hơn? Thì tôi biết bà nói là học quan trọng hơn rồi. Vậy á thì lo mà học đi, yêu á chỉ là chuyện nhỏ, còn học mới là chuyện lớn, hiểu chưa? Ơi bà, sao hôm nay thái độ ông Ly Ly kỳ vậy? Sao nó cứ nhìn hai đứa mình hoài à? Tụi con Lan á, nó đợi mình để khiêu chiến đây mà. Mình chán phải đấu đá nhau hoài, không có được ích lợi gì hết á, mà còn ảnh hưởng đến tinh thần việc học của mình nữa chứ. Chào hai bạn. Ly Ly á, muốn đề nghị với các bạn chuyện này có được không? Cái gì? Ly Ly muốn đề nghị cái gì? Thực ra Ly Ly hiểu lời thầy Tân muốn nói, cho nên Ly Ly sẽ thay đổi cách sống của mình để không có phụ lòng cha mẹ thầy cô. Nên là Ly Ly mong muốn làm bạn với các bạn được không? Hả? Làm bạn? Trời ơi, Ly Ly không vợ? Sao hôm nay thay đổi dữ vậy nè? Mà thôi, tôi thấy bà nó cũng có lý á. Được rồi, tôi chấp nhận lời đề nghị của bà. Một, hai, ba. Anh xin đi, xin đi ngồi. Nè, ăn đi. Hỏi ăn chung hen. Cái gì đây ta? Ba bà này bị bệnh hả? Hay là bị uống lộn thuốc? Ngay luôn á. Chắc là do cảm nắng ông thầy này quá rồi bị bệnh nặng đây. Thiệt là bó tài. Cái bộ măng hàng cái ghê. Bảy, bảy ăn thêm miếng cháo cho khỏe. Thôi cảm ơn con, nãy giờ ăn cũng nhiều rồi, thôi cất đi nha con. Dạ, bác sĩ nói Bảy sức khỏe ổn không sao đâu. Chỉ có điều biết sao không? Vì Bảy nguyên một ngày không có ăn uống, rồi bị trên đồ phạm nó hành hạ, cho nên bị ảnh hưởng tinh thần đi xíu, nhưng mà ổn không sao hết. Cũng cảm ơn con nhiều, không có con chắc giờ này dì Bảy nằm dưới nhà xác rồi, chứ đâu có nằm ở đây. Trời, Bảy nói bi quan gì dữ vậy? Con thấy Bảy là mới kiên cường đó nha. Vì sao một mình Bảy mà mưu trí, mà đối diện với tên tội phạm nguy hiểm đó mà vẫn là mạnh khỏe không bị sao hết, là con phục dì Bảy á. Thôi
Trời ơi, trời sao mà thê thảm te tua quá vậy nè. Nó đánh chị gãy xương chỗ nào, xương tay, xương đùi hay là xương lưng. Rồi chị có chụp hình x-quang, chụp hình x-ray coi đầu của chị nó có bị đứt cái mạch máu nào không. Rồi nó có đánh chị ra sao mà thê thảm. Không có cái gì hết trơn á. Nó trói chị, nó trấn lột vàng tiền chứ nó đâu có làm gì chị đâu mà em khóc. Trời ơi, nói vậy mà không sao. Nó trấn lột chị, nó trói chị mà nó không sao. Cái thứ đó nó không có tình thân là cái gì nó hết mà. Thôi thôi. Chị Bảy chỉ còn nguyên vậy là hay lắm rồi, không bị tính mạng chết là mai phước lắm rồi. Nhưng mà bà an tâm đi, thứ mà ác nhân sát đất vậy thế nào luật pháp cũng trừng trị nó. Chị Bảy à. Nó nói chứ chị có sao, sao tôi thấy chị bầm dập dữ vậy. Ông vô duyên vừa phải nghe chưa. Nói chuyện vô duyên vậy không sợ chị Bảy kia buồn hả? Tôi chính làm cho chị cười mà. Cười gì nói mà cười. Bà khoái gây lộn với tôi lắm hả? Ai khoái được. Nè, hai người cứ muốn dạy bảo nhau gì á, nắm tay về nhà dạy nhau. Chứ ở đây mà cứ dạy hoài tôi thấy tôi ganh tị đó nha. Trời chị Bảy, chị nói gì nghe động trời vậy? Trời đất ơi, đừng có nghĩ bậy vậy, tội nghiệp em lắm. Em với ông này đâu có gì đâu, chỉ là tình bạn thôi à. Không dám, không dám, tôi bạn bà đâu. Hàng xóm ơi. Thì hàng xóm bạn gì cũng vậy, nó không có gì hết á, không có gì hết á. Ôi, thì chị biết không có gì. Nhưng mà chị nhìn chị thấy hai người cũng đẹp đôi. Ừ. Với lại đừng giấu chị, nhìn biết mà. Thư nó cũng nói cho chị nghe rồi. Trời đất ơi, con Thư này nó nhiều chuyện quá. Già hết rồi, sắp sửa chui xuống lỗ rồi, cặp bồ cặp bịch gì không biết, nó mắc cỡ lắm. Em nói chị rồi, chỉ là bạn già với nhau thôi. Mà nó thiệt á nha chị Bảy, thiệt em rầu em lo quá. Cái thằng cha tắm bần á, chả còn ở ngoài á, giờ nào ngày nào là chị em mình không yên hơn với chả đâu. Chỉ khi nào cha ở trong tù á, thì lúc đó là tôi với chị á mới ăn ngon ngủ yên thôi à. Đó, bây giờ mới nói đúng đó. Mình ngoài sáng, nó trong tối. Nhiều khi nó làm chuyện gì đâu có ngờ được đâu. Vì thế cho nên mọi người cẩn thận nha. Chú công an. Nói vậy tôi mới lo nữa. Tám mà còn có chú Sáu kế bên. Có con Thư. Còn có chú công an Toàn nữa. Tôi đây nè, ở căn nhà rộng mênh mông có mình. Tôi lo quá đi chứ. Ủa, tôi có xúc phạm gì cả không, tự nhiên sao bỏ đi vậy? Con thấy bình thường không sao mà. Kệ nó. Chú Sáu, sao chú đứng ngoài này vậy? Thư. Ờ, có chuyện gì lo lắng hả chú? Thư nè. Dạ. Chú muốn nhờ con chuyện được không? Sao tự nhiên bữa nay khách sáo chứ con dữ vậy? Từ đó giờ chú nhờ có cái gì mà con từ chối không? Làm được con làm liền à, chú nói đi, chuyện gì? Thằng Lưu nó... Gì? Anh Lưu có chuyện nữa hả? Trời ơi, đáng lẽ chú vừa gặp con chú phải nói liền cho con biết chứ. Chuyện gì vậy chú? Ảnh sao rồi? Gì vậy con? Dạ. Chú chưa nói mà. Thì... chứ chuyện gì chú? Cái hôm chú với cô Tám còn lên thăm nó. Dạ. Chuyện con Hà đó. Nếu mà lần này lên không có Thư con Hà, nó buồn, nó tủi lắm con. Trời ơi, tưởng chuyện gì. Cái chuyện đó dễ ẹt à. Bây giờ chị Hà chỉ làm trong khoa thần kinh của bệnh viện này nè. Con xẹt qua, con nói chuyện chỉ một chút. Có gì đâu. Được hả con? Chắc không có gì khó đâu. Vậy nha. Dạ. Vừa thăm bệnh. Giờ cười tươi rói nãy làm tới hết hồn à. Bây giờ con vô con thăm dì Bảy, xong rồi ra con tìm chị Hà nha. Rồi. Mơ, người trong mộng. Mộng mơ cái gì? Gì vậy? Tặng cho Mơ à. Ba bông hoa, nó lên nhiều ý nghĩa. Ý nghĩa gì vậy? I love you. Trời ơi, vậy luôn hả? Cảm ơn nghe. Mơ đi đâu hả?
mới đi công chuyện. Anh Bình đi đâu vậy? Trong cái xi. Cái xi đâu chồng? Thì trong đây nè, xi trong kia. Hình như ngày nào tôi cũng gặp mơ, tôi chịu không nổi á. Nhớ mơ quá trời, như ngày nào tôi không gặp mơ, tôi ngủ không được. Ăn uống ngon. Đừng nói vậy bắt cỡ. Thôi được rồi, đấy. Có sao không bời? Đen thui hả? Bị bầm. Ừ, sao? Xin lỗi nghe. Mơ đi đâu vậy? Mơ lên trường đón Lily. Trời ơi, có chuyện đó xảy ra nữa hả? Ờ. Trời, bà Ly bà lớn rồi. Bây giờ đi học phải đưa rước vậy nhõng nhẽo quá à. Mình không thích vậy đâu. Không phải đâu. Lily á có người hăm đánh cho nên sợ kêu mơ tới rước. Có chuyện đó xảy ra nữa luôn hả? Đó. Trời ơi, mấy đứa học sinh này đi học không lo đi học, suốt ngày tụ năm tụ nhớ quýnh lộn quýnh lạo, thiệt tình mấy thứ này mất dạy khốn nạn gì đâu. Trời, có còn chửi dữ không Bình? Trời ơi, tính mình nóng mà, mơ biết mà. Trời, mới dám ăn hiếp người nhà của mơ là mình chịu không nổi rồi, phải quýnh giằng mặt nó mới được. Thôi bình tĩnh đi, nghe kể nè. Biết sao không? Sao? Nghe nói đâu là tụi nó ghen tuông gì trong lớp á, rồi yêu thầy giáo làm sao á, rồi hẹn Lily ra nói chuyện. Trời ơi, ra nói chuyện xong hả, đòi quýnh nhỏ luôn. Cho nên nó sợ, nó kêu mơ đi đón nó nè. Trời ơi, sao nhiều chuyện xảy ra không ngờ được vậy trời. Phải quýnh dằn mặt nó mới được. Thôi đừng có quýnh người ta còn nhỏ. Không có được, phải giải quyết quýnh nó. Bình tĩnh đi. Nó bao nhiêu đứa? 18 đứa.